Some smart combo can extend a CSAP by window form application. Copy better, young band for can success band. Nay, a boy, take it to user control event. Our young band success in mode. Then form design band. Then tie event by regard lang yung mode. Talk car top job yung mode. But nếu không về nick nhóm nên phơi cả lớp cho nên chúng nó đại cho bé con chúng nó cả lục và bị bù nếu không form là bao nhiêu ưu tiên là bao nhiêu lục nơi event để mình cả top cho mình chào bây giờ đăng ấy và bây giờ chọn cần form cái error và hãy ta yên lục như vậy và chấm tập bốn lại cứ chỉ cả chụp đăng được một cái cứ dừng thở tại thôi cả rõ này chúng nó đại diện bằng bậc cao tầng họ và tầng click tầng mở enter hay tầng mở up và thôi cả cho một cái form click là một thân cho một cái event hai nơi rule và hai nơi column không bị và bắt đầu bị click này bây giờ thôi cả delete và một thân luôn click như cháu và rồi để không mở enter đi cái việc này rồi nơi không mở up đi cái việc này bạn lục cháo nhé bạn lục cháo tiếp bạn ở lần này chúng ta về return về cái can zone reference cái việc mình can top job đấy vì bộ cái top job bé anh đối xa tại more function này đại dương biến này ở the say ưu cho ta bởi xin đi button one click nhé copy nó button one click nhé cứ yên copy bây giờ mà đặt nơi trong nội column tung đi pin này và pay mon check bởi yên pay mon check cứ đôi nâng cao để yên tập click nhanh chóng và ở lần này cứ miền ca top job và rồi viên event click là bởi yên top job trong nội form designer đại là chuyện mà đồng đại viên click và từ lần này ok ở lần này cứ mà đồng tiền bởi yên phải ca đi ngủ chào nhé cái này dùng remote nơi bạn event bị chào chứ lần này cứ miền này ta cái này bị giờ từ sau reference cứ dùng ai thuộc cái delete cả bạn ao cứ bật con này à lấy cứ thoát mà đã à đi return thì cần remote nữa nhỉ bạn dùng click on work say on work nó bạn anh chăng số ta mua là hết ấy ban chỉ dùng mình ai chết tại bạn click the button, click the event, and you can check that first, including your card, you join it. But, you can check that, or click the button, generate, by join it. I go check that, click the event, same thing, it'll be generated. And then you decide that role pay that you can click, but the role event on it. Do we check that for can generate no event that you function of dương to mà là hỗ trợ. Thì chẳng là pair để dương phương cao từ xây cầu và vì miễn cả chuộc bẻ con vì miễn hoa lùm bạc cho đó nè dự chọn nếu nó pair để dương từ xây cầu từ nơi pair khẳng mục và dự chọn. Thì chẳng rõ pair để dương phương cao bật cao nơi user control event cứ dương trở tạo chút bạc thà tạo event là mối để dương phía chân phở và ở chút bạc thà mà rồi cho đâu dương phở và bởi vì ngọt bởi thế từ dương trở tại thuộc cả lúc này về nên chào bố đá cái nào vị trang page bạn được không form 1 được xe này cứ vị trang cái nào trang page cứ gọt cao và dễ chọn vị trang mùi đài của bạn này dễ chọn được hành không ok anh chân là lần này cứ có nhóm ở trong phơi mà thì tiêu bây giờ chọn được ca top cho bây giờ mơ mà càng ta ca top cho cái này cứ khi ta VMN dễ cho đoàn thế với con này dễ ta this button one to click play to new system which is event handler which is this but I call button nơi cho mọi người làm hủy I call bây giờ mơ lỡ và khi ta xin nơi là càng lỡ tiếp bây giờ ta làm miền và ta mùi này hỏi có miền ở trong nội mà trong nội địa bị cho mấy nhóm của bạn không còn chỗ là bà cô đã ca để chấp đam từ bộ chế cứ khi mà này chết là do này của hạ khẳng lơ đi là do một chút bộ là bà
setting but set setting set the setting ក្នុងការដែលត្រនៅបុតថនក្នុង location នៅកន្លែងណាបាទឈ្មោះបុតថនអីគេបាទអឺអត់តមកបឡាបឡាបឡាចូលមកចេះបន្តែយ៉ាងណាមិញបាទគឺប្របាណានៅក្នុងការបញ្ញុលប្រងទៀតវាចង់ព្រោះតបងការចប្រាំនេះគឺវាដូចជា resources មួយបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុតថនដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុង form របស់យើងហើយរាល់ពេលដែលឧទាហរណ៍ថាបើយើងមើលមកកាន់ form design របស់យើងដែលជាបុតថនមួយនេះគឺដែលឈ្មោះរបស់វាបាទយើងមើលមកកាន់ tag នេះយើងគេថាបុតថន1អញ្ចឹងឥឡូវយើងលើកមកទីចោះឥឡូវដល់ថាបើសិនយើង click លើបុតថនហើយយើង change ពី when the can property វិញឥឡូវតើយើងចូលកាន់ tag គេយើងធ្វើការបដូរឈ្មោះវាទៅក្នុងនេះយើងដល់វាដល់ពាក្យខ្មែរបាទឥឡូវ change ទៅកាន់ខ្មែរណាបាទបើយើងចូលមកកាន់ form 1 design វិញគឺសូម្បីតែមាននៅបុតថន1ទេនៅក្នុង tag ពីមុនគឺប្រកបជាដូរអញ្ចឹងបាទវាឆេញទៅកាន់ខ្មែរយើងអូតូម៉ាទិកហើយបាទអញ្ចឹងគេថាអ្វីក្រោយគឺទាំងអស់នេះគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រាន់តែបើកទីទីនៅខ្ញុំខ្ញុំវាអត់បញ្ចូលទេខ្ញុំចង់គាត់បើកទីទីជាដូចជាអូខេបុតថននឹង location ណាណាបើឈ្មោះវាអីគេបាទទៅពេលយើងហៅទំហំអីគេហៅបន្តមកទៀតក៏អីគេបាទនិយាយចង់ទៅហើយនេះក៏ជា event របស់វាបាទត្រូវធ្វើអីគេហើយប៉ុណ្ណឹងបាទโอเคឥឡូវនេះគឺបាទនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំកត់តាមតាមមក